nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Viha Vina hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả vở cải lương tâm lý tình cảm xã hội Yêu Lầm, tác giả Hoàng Ngọc, biên tập thực hiện Tạ Tuấn, Hoàng Ngọc, với thành phần nghệ sĩ đã được quý khán giả gần xa mến mộ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Sang, Thúy Nguyên, Linh Cường, Úc Bạch Lan, Trương Hoàng Long, Kim Phương và danh hài Bảo Trung. Tân nhạc Thái An, cổ nhạc Nam Vĩnh, Hoàng Thành, âm thanh Hồng Danh. Em nhìn thằng Diệt kìa, nó luôn luôn chiều con Thúy Nguyên. Con nhỏ sau này anh biết chắc chắn là nó sẽ ăn hiếp chồng. Đàn ông các người á hay nghĩ xấu về các bà vợ lắm. Anh nói là nói về tánh tình con gái của chúng mình chứ anh có nói động gì đến em đâu. Vì em là người vợ hoàn chỉnh nhất trên đời, làm sao anh nghĩ xấu được về em. Thế nên dẫu là một giám đốc giàu sang, nhưng em luôn là hoàng hậu của anh suốt đời. Nè, nói thật đi, chứ đừng bày trò nên. Với em thì anh luôn luôn nói thật mà. Thiệt chứ. Luyến nè, theo em nên nhận xét ra sao về tánh của con Quyên nhà mình? Chứ còn anh thấy thì Thúy Nguyên quá là cứng tâm. Ý anh thế nào thật tình em không hiểu. Anh nên nói rõ ràng sao gọi là cứng tâm. Nghĩa là nó tự đoán tự quyết, chẳng kiêng ai và chẳng chịu phục tùng ai. Anh nhận xét về con cũng tin tưởng lắm. Em là mẹ nó nên em hiểu tánh nó hơn ai hết. Nói chung á, con Quyên nhà mình nó hơi kiêu, bản tánh kiêu kỳ không có lợi cho người con gái, có khi còn có hại khôn lường. Em biết tánh con như vậy, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tánh, biết làm sao bây giờ anh? Em nói đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tuy anh rất vui mừng hãnh diện khi con mình có một vẻ đẹp xinh, trắng da dài tóc, nhưng anh không khỏi phập phồng lo lắng gì Thúy Quyên nó lại là đứa con gái tự phụ. Nhưng em thấy ở Thúy Nguyên á, ngoài cái tánh hơi kiêu, nó lại là một đứa con gái tốt. Đối với mình nó tỏ ra hiếu đạo, đối với bạn bè nó hết dạ thương yêu anh à. Rất may là con Nguyên nó có được cái đức tánh đó đó, nhờ vậy mà anh thấy cũng yên tâm. À, bây giờ trở lại vấn đề cũ, anh muốn gả con Thúy Nguyên cho thằng Việt, em nghĩ thế nào? Em đồng ý với anh thôi. Thằng Việt nó hiền lành dễ thương, từ khi nó vào làm thư ký cho xí nghiệp mình á, em đã chấm nó rồi. Nhưng không biết ý con Quyên ra sao nữa. Nó mà không ưng á thì chỉ có trời mới biểu nó ưng được thôi. Thôi trời tối rồi á, anh vô ăn cơm đi anh. À, anh không biết nha, mà chỉ thấy cái chân em giờ ra nông nổi này nè. Rủi gặp tai nạn trên sân cỏ chứ bộ. Anh nghĩ em thi đấu lần này nữa thôi nha, rồi xin rút tên ra khỏi đội bóng đá là vừa. Sao lại rút chứ?
con gái mà chơi bóng đá làm gì không hiểu nữa. Trời ơi, chắc anh khinh thường bọn con gái tụi em. Không phải khinh thường, anh không thích cái trò tranh giành nhau qua quả bóng da ấy chút nào hết. Anh không có tinh thần thể thao nên không biết cái thú của môn thể thao tuyệt vời này đâu. Em là một cô gái bướng bỉnh. Anh nhận xét đúng. Em ngang tàn và bảo thủ. À, thế đó, bây giờ anh mới biết sao. Anh không còn cãi với em nữa. Nè nè, bước chân đi, cấm kỵ trở lại nha không. Nên làm cho anh té. Cô đừng lo cho tôi không có sao đâu. Lỗi cho tôi một phần, do bất cẩn nên tránh không kịp. Quyên, có sao không em? Em chạy ẩu quá, suýt nữa là gây tai nạn cho người ta. Tại anh chứ còn gì nữa. Sao tại anh? Không phải tại anh rượt theo tôi hả? Được rồi, nếu phải lỗi do anh thì anh xin lỗi cùng em, và xin lỗi luôn với cả anh bạn này. Rồi em cho anh chừng 5-10 phút, anh muốn nói chuyện cùng với em đó. Mình không có còn gì để nói với nhau. Nguyên à, tới bây giờ em còn giận anh thì sao? Nhưng mà anh đừng có nói gì. Anh nên về đi. Tôi hẹn gặp anh hả? Vào buổi chiều này nè. Còn bây giờ tôi phải đến trường ngay. Thôi cũng được, chiều nay anh chờ em. Chào anh nha. Chào anh. Anh có sao không? Chắc là té đau lắm hả? Té thì tất nhiên là phải đau rồi. Nhưng thay vào đó, tôi có cái may mắn là được diện kiến một cô gái đẹp. Anh quá khen, trong trường em là người xấu nhất đó. Xin lỗi, cô có thể cho tôi được biết là cô đang học trường nào và tên gì được không? Để mai mốt ta còn kết thân. Em hiện giờ học đến trường Trưng Dương, còn tên thì anh cứ gọi là Thúy Nguyên. Nhìn em nhớ một người thân quen, giống như làm sao tờ khóe mắt đến nụ cười. Người ấy là ai, hiện ở nơi nào? Giống người thế thôi. Có lẽ là như vậy. Thúy Quyên này, cô có thể cho tôi giây phút nào gặp lại không? À, anh muốn khi nào? Tối mai. Điểm hẹn? Quán kem Tuổi Hồng. Đội bóng đá của tụi em chưa mua ăn kem ở đó sau buổi tập dượt. À, thì ra Thúy Quyên là một nữ cầu thủ à. Đội nào vậy Quyên? Em ở đội nữ Trưng Dương. Ây chà, thật là một điều bất ngờ và thú vị. Vậy mùa này đội em có tranh giải vô địch nữ không? Dạ, có chứ. Bao giờ vậy Quyên? Dạ, ở sân nào? Anh cho Quyên biết anh là dân ghiền bóng đá chính cống đó nghe. Để coi những đội nữ tranh giải thì còn gì thú hơn. Sân vận động dành cho học sinh sinh viên đó anh. Nè, anh hãy nhớ đến ngày đi đâu, đến xem và cổ vũ cho chúng em. Quyên chớ lo, anh sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng đội nào đâu với Trưng Dương? À, đội nữ đã cao. Vậy là trên sân sóng gió sẽ tơi bời, khó mà tranh ăn. Anh nghĩ gì mà nói vậy? Nè, đội nữ đa cao là đội nữ tướng đã từng đoạt giải vô địch nữ sinh mấy năm liền đó. Nhưng mà năm nay họ phải nhường chức vô địch cho đội nữ Trưng Dương thì sao? Thì anh cũng mừng cho em quá xá chứ còn sao nữa. Ý, gần tới giờ học rồi, đi ba nha. Tối mai gặp lại. À, em chưa biết tên anh. Lê Trọng Nhân. À, nhớ rồi, tạm biệt anh Nhân nha. Tạm biệt. Nhỏ Thúy Quyên bữa nay si tình ai mà ngồi thẫn thờ tưởng nhớ vậy ta? Mày là con quỷ hả? Luôn luôn tìm cách phá đám người ta. Tao là con quỷ khôn ngoan, luôn luôn phá đám đúng chỗ đúng nơi mà. Nè, chừng nào tao lấy chồng nhất định tao không có mời mày đâu. Chuyện đó không cần thiết. Vì mày không mời tao thì có ba má mày mời tao đàng hoàng. Lúc đó hả, tao khóc thèm. Ngồi với bọn trẻ chúng mày cho hấp hàng, mà ngồi chung bàn với những gì có đâu. Chừng đó hả, mày phải đến hầu vàng chưa dạ. Tao khuyên mày nên nghĩ lại, để ba má mày mời hay chính mày phải mời tao. Được rồi, coi như tao thua mày không tổn. Biết mày nhớ hả, khi nhận được thiệp á, phải chuẩn bị món quà cơ. Ăn không rồi về tao nấu ăn nghe chưa. Yên chí đi, tao sẽ tặng cho mày một cái bánh da và thuốc dược thai. Mày đúng là con quỷ phá chùa, nói chuyện với mày tao luôn phải chịu thua.
chút chơi cho vui. Bây giờ chuyện này mới quan trọng nè. Sao? Cái chân của mày á có phải cưa cục không? Mày chủ yếu tao hết con quỷ hả? Vậy thì chiều nay ra sân tập nha. Ý, tới giờ học rồi, vào lớp đi, chiều nay ra sân hả? Quang hô nữ hoàng phá lưới. Hôm nay cháu ăn cơm ít quá vậy? Ăn nữa đi cháu. Dạ thưa bác, cháu no rồi. Sao bác thấy cháu không được tự nhiên vậy Việt? Dạ, tại bác nói vậy chứ cháu vẫn tự nhiên như thường à. Bác có chăm trà để sẵn trên bàn đó, cháu uống đi. Dạ cảm ơn bác, cháu có việc trở lên văn phòng một chút. Thí Quyên à. Dạ ba gọi con. Ba thấy giữa con và Việt làm như là có cái chuyện không bình thường phải không con? Cũng không có chuyện gì đâu ba. Ba thấy rằng thằng Việt đâu rồi nó có vẻ buồn chán lắm. Cho nên ba mới hỏi con cho rõ đầu đuôi. Con không nên giấu với ba bất cứ chuyện gì. Có phải tụi bay giận hờn với nhau năm bảy bữa nay? Ba thấy thằng Việt nó buồn, chẳng thật là tội nghiệp. Tại anh ấy biết buồn, mà khi họ đã chết cho Việt cứ để cho người ta được thoải mái là hơn. Có ai tự dưng lại buồn như vậy? Con nói thật là khó nghe, chắc chắn tụi bay đã giận nhau. Mẹ, mẹ ơi mẹ hãy tin con với anh Việt à, không có giận nhau đâu. Tôi tin thằng Việt không bao giờ gây ra chuyện. Chắc tính trẻ con của cô không ai chịu được mới xảy ra như vậy. Con lớn rồi mà mẹ cứ bảo con trẻ con hoài. Đừng giận nữa, mai mốt cưới nhau về rồi giận nhau suốt ngày không lo làm ăn gì hay sao? Mẹ, con không có lấy anh Việt làm chồng đâu, chúng con là bạn bè mà. Là, đâu con giải thích cho ba nghe coi. Thưa ba má, con nói lên sự thật. Con xin ba má tha lỗi cho con, vì con đã quen một người con trai khác. Tuy chỉ có đôi lần gặp gỡ, mà anh ấy đã cùng con xem như ý hợp tâm đồng. Đây đúng là ý trung nhân mà con đẹp và vừa lòng. Bởi anh ấy tỏ ra khoan dung độ lượng, luôn tôn trọng những gì sở thích của riêng con. Dẫu rằng con chưa hiểu rõ về bản thân cũng như gia thế của người con trai đó ba, nhưng trí khôn của con đã giúp con hiểu thấy không thể lầm sai khi nhận anh ấy làm chồng. Quyên à, con chưa hiểu rõ về bản thân của người ta mà con dám tin tưởng như vậy à? Mẹ à, con đã lớn khôn rồi, mẹ đừng có lo lắng cho con. Con không dạy gì khi tìm cho mình một cái khổ. Con ơi ngày trước ba mẹ vì cách trở nợ duyên mà khổ đau được nát gan mầm. Nên bây giờ ba mẹ tự nhủ và khuyên con. Mẹ tự hứa sẽ tôn trọng quyền tự do của con cái. Thế nên ba không có ý kiến gì cả trước chuyện tình mà con đã phân qua. Nhưng có một điều là ba muốn khuyên con nên hết sức thận trọng trong vấn đề tình cảm. Con ơi thì nó không phải là trò đùa của con trẻ. Lỡ bước xa chân là con ân hận cả một đời. Con cảm ơn ba mẹ, con hứa sẽ dâng lời ba khuyên bảo. À, ba rất tin tưởng con gái của ba. Thôi ba cần nghỉ trưa một chút. Ăn cơm xong rồi, con lo dọn dẹp chén bát. Mẹ đi đốt nhang trên bàn Phật. Dạ. Thúy Quyên, anh muốn nói điều gì cứ tự nhiên. Em quay mặt lại nhìn anh đi Duy. Để làm gì?
để anh nhìn thẳng em mà nói lời xin lỗi, để cho em không còn giận nữa, cho tình mình tươi đẹp lại như xưa. Như ngày nào ta vui đùa trước mộ, nhưng tôi gần anh chỉ là bạn hữu. Đừng nặng chữ ân tình, tình quyên đừng nghe quanh mà tình làm ngơ. Không phải đâu anh, nhưng chỉ xem anh như là anh ruột của mình. Vậy thì anh đừng bận tâm suy nghĩ, đừng ôm ấp trong lòng. Ngoài không mơ ước một tình yêu đẹp thì anh cứ lấy lại cái mơ ước của mình, chứ có mất mát gì đâu. Cảm ơn Quyên, anh đã hiểu em rồi. Chào em. Làm gì mặt buồn quá vậy? Vui lên đi. Trời ơi, mấy ngày nay thấy mày héo quá vậy. Có gì chú ơi, chán đời chút thôi. Chán đời? Nè, tao biết rồi. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó. Hai đứa giận nhau không? Ai giận? Thế thì mày với con Tí Quyên con giám đốc cho ai? Không đâu chú ơi. Nửa diễn. Cậu ấy đã xem tôi như là một người anh hoặc một người bạn mà thôi. Rồi diễn với tao nữa. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Tôi hết rồi. Thôi, cứ ghẹo cháu hoài. Tiêu tan hy vọng rồi, còn gì nữa đâu. Thôi hả? Giỡn chân chút thôi mà làm dữ vậy. Trời ơi, thằng vậy cũng bảo với tao nữa. Nè, giờ tao không có giỡn nữa nha. Ôi trời ơi, mở đâu mày buồn. Ở đời thiếu việc vẫn vui. Ví dụ nè, bia ôm, nhảy đầm nè, rồi đủ thứ hết. Trời ơi, mày muốn cái gì thì dẫn mày đi cái đó à. Nhưng mà cháu buồn lắm, lòng dạ nào mà đi được không biết nữa. Nè cháu hãy nghĩ đi, đừng thất vọng mà đi, hãy cố vui lên. Đời đẹp lắm cháu ơi, mình mất tình này là mình kiếm tình kia, chỉ cần tiền là có tình ngay. Nhưng mà cháu vẫn thấy hình như là trống vắng cái gì. Ôi có gì đâu trống vắng, đi chu té lại tròn. Đời sống mình có mấy là bầu, vui chơi đi nào chứ đừng lo. Nhưng mà tiền đâu mà vui chơi như vậy. Dễ ở à, cháu có cần không? Trời, chú sẽ chỉ cho kiếm tiền. Ở đâu? Tiền trong tay mà không biết ở đâu, dở quá. Sao chú nói tiền trong tay là sao chú? Giờ không biết ra. Đây, cháu là người thân tín của giám đốc phải không, lại giữ sổ sách giấy tờ phải không? Tiền đó, tiền ở chỗ đó đó. Chú muốn nói gì? Phải chỉ sửa về một vài con số thôi, thấy không? Chú cháu mình xài mấy năm, sửa một xíu à, xài mấy năm luôn, đó. Nhưng mà cháu sợ. Sợ gì? Giám đốc rất tin tưởng cháu. Mà cháu làm như vậy, cháu phụ lòng người tin cháu sao? Trời ơi, đời có bao nhiêu đó mà không biết hưởng thụ. Cháu nghĩ coi, cháu trung thành với người ta, mà con gái người ta có chịu để ý cháu đâu. Nhưng mà sao cháu sợ quá. Sợ gì, trời đừng có lo gì hết, cháu nói trời á. Hãy theo chú, phải không? Thì theo chú về nhà rồi cái bàn kỹ cho cháu nghe, phải không? Xong rồi cái mình đi chơi đêm nay. Trời ơi, vui lên đi, vui lên. Cái mặt nó là bí tỉ vậy. Đi, lẹ đi, sao tao? Cháu lo quá. Nhưng cái gì đi, lẹ lên đi. Trời, cái mặt mày buồn kỳ quá, xấu quá. Đi. Việc à, hôm nào rảnh cháu tổng kết sổ sách của mình lại hết. Nghe đâu có thanh tra sở sắp xuống đó. Dạ. Nè, mà sao lúc này cháu có vẻ bơ phờ quá vậy? Dạ. Chuyện có lẽ là buồn chuyện của Thúy Quyên phải không? Dạ, chút thôi bác. Chuyện tình cảm của nó và cháu bác không có xen vào. Chỉ tiếc là con Thúy Quyên nó lại không yêu cháu. Em Quyên nó chỉ xem cháu là người anh, có lẽ số phận cháu phải chấp nhận vậy.
thưa bá. À, cháu Huệ, con của chú Trung đó hả? Có việc gì vậy cháu? Dạ, không có gì. Ba cháu mời anh Việt chiều đến nhà có việc. Được rồi, anh sẽ đến. Thôi, em về à. Thưa bác cháu về. À, cẩn thận nha Việt. Nhớ, nhớ lời bác dặn nãy giờ đó. Anh Việt, ba đợi anh ở ngoài kìa. Sao trễ hẹn gì để ông la quá à. Được rồi, anh ra ngay. Đây, phiếu xuất mà giám đốc vừa ký đó. Ra đưa cho ba, đi trước đi. Thôi, em đi rồi nghe. Nhớ, về tới nhà em đợi đó nha. Lại trời cho em xui. Dạ, dạ thưa mẹ con mới về. Nhân đó hả con? Dạ, Quyên nè, mẹ anh đó. Con xin chào bác, đứa nào đây? Dạ thưa mẹ, đây là Thúy Quyên. Dạ, bạn của con. À, đây nè, con cứ tự nhiên ngồi chơi với Nhân đi. Nhân à. Dạ. Con tự nhiên tiếp bạn đi nha. Để mẹ đem cháu gà ra ăn ha. Cảm ơn mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Anh chị có hai mẹ con cơ hả? Còn ba và các anh chị của anh đâu? Ba anh đã mất lâu rồi. Còn chị hai anh đã mười mấy năm nay, cho đến bây giờ cũng chưa biết được tin. Không hiểu vương vương trời người trôi dạt nơi đâu, hoặc nghe sông chết ra sao. Mẹ anh chỉ có bốn lần mẹ đau mang nặng, nhưng đã bỏ hai lúc mới chào đời, vì vậy nên gia đình này chỉ còn một mẹ một con, sớm hôm đừng bọc cho nhau. Hoàn cảnh của anh cũng rất đau buồn, tương tự như anh là của một căn nhà. Nên ra vào em thấy mình như hoài, chúng ta đều là những kẻ cô đơn. Những kẻ cô đơn nên được thương nhiều phải thấy không? Anh kỳ quá. Đây đây có cháu đây nè, các con ăn đi cho nó nóng. Con vô cùng cảm ơn ba. Bữa tối dùng cái thức ăn nhẹ nó tốt hơn. Các con cứ tự nhiên ăn đi, để mẹ ra làm sao mà đem bình trà nóng lên. À, bác cũng dùng với chúng con nha. Bác đã ăn rồi, con cứ ở đây ăn như thằng Nhân đi, để bác ra nhà xa hơn chút. Ăn đi con. Quyên, sao em thấy mẹ anh thế nào? Mẹ anh tuyệt vời, như một bà tiên hiền lành trong cổ tích vậy. Cảm ơn em đã nhận xét tốt về mẹ anh. Như vậy sau này không có chuyện mẹ chồng với nàng dâu xung khắc đâu, phải không em? Suy trăng trời thế nơi
anh giữ cho em những gì gọi là tình nguyện trong trắng cho đến ngày hai ta nên vợ nên chồng. Tin tưởng đi em đừng lo lắng trong lòng, anh yêu em bằng một tình yêu chân thật chứ đâu phải kẻ lòng lừa mua khi bán tranh. Dầu chưa biết được gia thế của em nhưng qua tư cách anh thầm nhận em là con nhà đất thành. Diễm phúc cho anh khi được em làm vợ chắc mẹ sẽ vui bởi có dâu hiền. Không biết rồi đây em sẽ như thế nào nhưng mà như anh nói em vui lòng mất già. Em cứ giữ lòng tin chắc chắn anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em mà. Chỉ sợ tình chỉ đẹp khi còn gian dở và lúc vẹn không thể tình sẽ nhạt phai. Vì vậy mà cho đến hôm nay tuy đã yêu anh nhưng em chưa nghĩ đến chuyện chia cùng cha mẹ. Lỡ một ngày nào đó ý lòng không hợp hai đứa hai đường rồi để khổ cho sống thân. Thì nên em cứ mãi vào đó cả cho anh đến thăm hai bác dầu chỉ một lần. Nhưng đã yêu em thì anh xin chịu tất cả miễn em vui lòng đẹp giá thì thôi. Nói ra phải giữ tin lấy lời, nếu thương chân thật thì muôn đời phải chịu em. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy mà, anh hứa sẽ chiều theo mọi sở thích của em. Được rồi, em tạm tin á. Khi nào em mới tin anh trọn vẹn? Cái đó còn tùy thuộc ở anh thôi. Trời cũng quá khuya rồi, em phải đi về để ba mẹ trông á. Anh đưa em về nha. Thôi anh à, em về một mình được rồi. Sao không cho anh đưa về? Em không muốn làm phiền anh mà. Như vậy anh có quyền đưa em về bởi vì anh không thấy phiền. Em chịu thua cái miệng anh đó. Nè, mình ra nhà sau với mẹ rồi đi nghe. Không đi làm gì hả anh Việt? Anh thấy trong mình không được khỏe nên ở nhà nghỉ vài hôm. Đó chỉ là cái cớ. Huệ, em nói gì vậy? Em thấy anh ủ rũ gục đầu trong phòng riêng, em không biết có phải anh khóc hay không. Anh Việt à, anh vẫn còn nghĩ đến chị ấy à? Ý của em anh chưa hiểu được. Hay là em muốn anh cố gắng đợi chờ, hy vọng rằng Thúy Quyên sẽ quay về để cùng anh nói lại duyên xưa. Ý em muốn á, anh tỏ ra là mình bất cần một cô gái như Thúy Quyên. Nhưng hàng ngày cứ đụng mặt nhau thì làm sao anh chịu được. Đàn ông con trai mà bớt như vậy sao anh Việt? Anh nên nhớ, thất tình chứ đừng có thất chí là được. Mối tình đầu tuy đẹp và thơ mộng thật, nhưng một đời người không phải chỉ duy nhất có một mối tình. Em học cao hiểu rộng nên em triết lý nghe êm tai lắm. Em xúi anh yêu ai nữa nè? Ta gây duyên đầu mang vết thương đau, dường như anh thấy lệ nóng dâng cao. Lắng nghe chua xót tình gian dở, thấy như mình nhồi tim đau. Cho anh được vui sầu nhớ, hay để cho lòng tôi mình anh đơn lẻ mà bớt yêu buồn. Trái ngang xin nhớ con đeo đùi, giữ cho tình liễm lưu lòng anh giờ hết mong. Cõi đời đầy dây những hầm hố chứ.
chông gai thì có mấy ai không trải qua đắng cay thử thách. Hãy mạnh dạn đứng lên từ nơi ta ngã xuống, chứ đừng dài khờ nằm yên chỗ đó rồi chết trong nhục nhà âm thầm. Một người con gái khác đang đợi chờ anh, sao anh ngoảnh mặt về con thuyền cũ, bỏ lại sau lưng một cô gái nhỏ vẫn thường gọi tên anh trong những đêm sầu. Làm người thì ai bằng lòng với kẻ bạc đen mà luôn luôn tôn thờ câu chúng thủy. Thủy chung với người không sắc son một già thì suốt cuộc đời chỉ ân hận mà thôi. Huệ, em muốn nói em đã yêu anh. Vì yêu anh nên em đã ngoảnh mặt làm ngơ. Những việc xấu xa của ba và anh đó, em đều biết hết. Huệ, anh xin em. Chuyện gì đó? Chà, hai đứa tình quá. Huệ, anh xin em rồi nữa. Ừ, tới nước này thì cháu Việt cũng chuẩn bị làm sính lễ đi chứ. Bỏ ngoài. Dạ cháu. Cháu gì á? Ba kỳ quá. Huệ, ba kỳ gì đó. Thưa ông giám đốc, theo sổ sách thanh tra thì cơ quan của ông đã chi xuất sai nguyên tắc và ông có thể bị ra tòa. Vô lý. Sổ sách tôi làm hoàn toàn đúng, vì mỗi tháng tôi đều tổng kết thẳng hồi, có thư ký kiểm tra mà. Này Việt, cho em xác nhận đi cháu. Đây, so với biên nhận gốc thì cơ quan ông đã xuất ra nhiều hơn 1/3 số lượng. Vậy thì số dư này chạy đi đâu vậy? Chắc có lẽ chạy vào túi của ông. Trời ơi, thật tức chết đi vì coi tại sao lại có sự kiện trên. Sổ sách này tôi đã kiểm tra. Trời ơi, vậy mà cái biên nhận này chữ ký lại là tôi. Thì anh Việt, sao lại im lặng? Số hàng dưới này hiện ở đâu? Hay là anh làm ký xuất sai? Anh có thể bị ra tòa vì sai sót này đây. Việt, tại sao cháu lại im lặng? Ông Trung ơi, mọi người hãy vào đây đi. Trời ơi, tôi đã tin lầm bọn ác gian. Cái này là không phải tôi à? Ông ký rõ ràng tôi sức à? Vậy à? Vậy thì anh Việt đã ghi lầm. Sao anh im lặng? Anh nói đi. Tôi không ghi lầm. Vậy là anh cố ý. Và số hàng dư anh giữ tất cả. Tôi sẽ lập biên bản việc này. Tôi không nói gì hết. Người nào ký, người đó lãnh. Ký sao tôi làm vậy à? Thằng Việt cũng vậy thôi. Trời, làm gì? Chồng em đi. Gì? Việt, hãy nói đi cháu. Nói đi. Từ trước đến giờ có việc gì mà cháu không nói với chú đâu? Tôi à, hoài. Tôi ghi nhầm. Được rồi, tôi sẽ bồi thường tất cả. Anh có thể bồi thường tiền bạc vật chất, nhưng danh dự và sự tín nhiệm của mọi người anh mất trắng. Tốt hơn là anh nên thú nhận. Mọi người sẽ không cảm dễ dàng tha thứ cho anh. Cái gì đâu mà thú nhận? Nó ghi lỗi mà nó đền chứ. Bà tôi biểu anh Việt làm. Trời ơi, con gái tôi, tao giết mày quậy. Trời, tôi lên máu. Trời ơi, trời. Con không thể để lương tâm cắn rứt. Đã từ lâu con muốn cho bác quan biết mà cẩn thận các phiếu xuất, nhưng đã trễ rồi. Kìa, ta thấy anh Việt anh khổ sở lắm không? À, mọi việc đã rõ rồi. Đúng như điều bác đã dự đoán từ trước với cháu, có phải không Việt? Đây, biên bản tôi đã làm xong mời ông ký nhận. Còn anh Việt, tôi đề nghị ông nên tạm ngưng công tác. Và ông hãy điều tra thêm về việc này. Chắc có lẽ cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thôi, chào ông tôi về. Ở trong biên bản đề tên của anh là Lê Trọng Nhân à? Phải, tôi là Lê Trọng Nhân. Ông có gì thắc mắc nữa không? Sao tên này nghe quen quá. Thôi, anh về, anh cứ về đi. Vâng, chào ông, chào mọi người. Lê Trọng Nhân. Thank you.
tốt, chỉ bảo anh làm kiểm điểm chứ không sa thải anh. Còn ba của em chuyển làm bảo vệ cũng tốt thôi. Kìa, sao anh không nói gì hết vậy? Huệ đi không mát đó hả? Dạ, buổi chiều nay nóng bức quá à, phải không anh Việt? Anh cũng đi dạo mát đi chứ. Anh cũng thấy nóng bức quá à, nên anh đi dạo mát một vòng mà. Nhưng mà hân hạnh được gặp Huệ ở đây. Huệ, ngồi đi Huệ. Cảm ơn anh. Bữa trước đi chơi với Huệ vì anh đang có chuyện lo buồn, trong dạ rối tờ tơ dò, nên tuy chúng mình ngồi kề gần bên nhau mà như người ta là không thương. Xin Huệ hãy hiểu giùm anh, đừng để tâm vẫn hờn mà tình bạn chia xa. Quên đi tình yêu bao lần, tôi biết đeo mang càng thêm cô đơn. Xin đừng nói lời chua em, lòng tôi vẫn thấy thương ai nhưng sao luôn còn vẫn. Một lần té đau nên anh nghĩ rằng tất cả những con đường đi đều chông gai hầm hố. Rồi anh cứ mãi sợ lo không còn tin, phía trước anh còn có nhiều nẻo đi phẳng lặng im đều. Khi hiểu được hoàn cảnh của anh, sự mến thương chân thật đó như có cái gì làm rung động trái tim em. Anh cũng biết em và Quyên là đôi bạn chí thân, hai đứa quấn quýt bên nhau vì chung trường chung lớp. Từ khi Quyên bỏ rơi anh đi tìm một tình yêu khác, nhìn anh đau buồn sao lòng tôi không ngờ được. Trong khi tôi bị người ta cắt đứt một tấm chân tình chẳng thiết thương, thì Huệ lại đặt nhiều thiện cảm cho tôi. Vậy là đời tôi vẫn còn diễn xuất. Dẫu em đã nói hết những cảm tình mà chỉ riêng mình ấp ủ, nhưng Huệ xin anh đừng để giả làm. Đừng dội lưu tâm khi tình cũ chưa mờ. Em biết lòng anh hiện giờ vẫn còn sao động, vẫn nhớ thương về bóng cũ đò xưa. Điều đó cũng chứng tỏ anh là một người giữ dạ sắt son, nhìn câu chung thủy. Nên khó gọi trao anh ít nhiều thiện cũng không thấy mình nuối tiếc lắm. Huệ đã đoán đúng cả tâm trạng của tôi hiện giờ. Nhưng có lẽ bắt đầu từ giờ này, tôi cần phải thoát ra khỏi những ưu tư phiền muộn. Bằng cách nào em muốn được nghe anh nói? Huệ, Huệ ơi, anh đúng là kẻ hoài công bắt bông, cô đuổi theo mà có được bông đâu. Phải, chỉ có những con người thiếu suy nghĩ
nên mới lỉ vì tình và khổ đau tuyệt vọng. Anh đã yêu một người trong mộng, mộng đã vỡ tan rồi mà còn mơ. Trong khi tình yêu có sẵn trong tay, vậy mà anh lại hững hờ không đón nhận. Sức chút nữa anh lại thêm một lần ấn thần, bởi vô cờ không thấu nhiều lòng ai. Đã qua rồi cơn giật và lắm say, giờ thoát khỏi đêm dài mộng mị vẫn dư. Có thật thế không anh? Huệ, bây giờ em là nguồn an ủi của anh, ta sẽ đính hôn, em bằng lòng không? Tùy anh à. Mình đi nghe em. Làm gì hôm nay mà em bày biển bánh trái nước ngọt đầy vàng vậy Liên? Nghe thiếu viên nói lát nữa có bạn bè gì đó của nó đến nhà mình chơi, nên em lo giúp giùm con vậy mà. Rể tương lai của mình cho bạn bè nào? Sao anh biết? Thiếu viên nó nói cho anh nghe hôm rồi nè. Vậy mà em tưởng anh chưa biết nên em định giấu đó chứ. Bây giờ anh hỏi thiệt em nè, em nghĩ sao về vấn đề này? Nghĩ sao bây giờ anh? Theo em á, nếu đã thương con thì mình chấp nhận thôi. Chấp nhận à? Dạ. Phải nợ duyên nên nó mới yêu nhau. Thiết tưởng mình cũng không nên cấm cản. Ngày xưa ta đã có một thời khổ đau, vì yêu mà chẳng được gần nhau. Nên chuyện tình duyên của con coi như em ưng thuận. Còn anh có ý kiến gì không? Dẫu sao cũng phải do anh quyết định. Em chỉ nói riêng mình theo ý em, chớ dám đâu em lại tự quyền. Cũng đưa em ăn không tâm đoán điều gì chuyện duyên nợ của con mình. Nhưng có điều anh chẳng mấy an tâm, vì tánh của con quyết nó ngang bướng cọc cằn, siêu tinh hiền diệu ôn hòa, sợ nó có chồng mà chẳng được an vui. Em nghĩ đã một lần nó đổ vỡ với thằng Việt, chắc con mình cũng rút ra được một bài học, để rồi từ từ nó thay đổi tánh tình chứ anh. Anh chỉ sợ tánh xấu con người ta như vết sẹo ở sau lưng nên khó thấy, vì vậy suốt đời người ta luôn luôn khổ vì cái tánh xấu ấy đó. Kìa con nói về kìa, anh tiếp chuyện đi cậu ấy, em ra sau rửa tay một chút. Thưa ba, con mới về. Dạ, chào bác. Thưa ba, đây là anh Nhân bạn con. À, chào cậu. Cậu đây là... Thưa mẹ, đây là anh Nhân bạn con. Cậu này tên Nhân. Dạ, anh Nhân đó ba má. Thôi con vào lo dọn cơm nha. Đó là Lê Trọng Nhân, người thanh tra ở cơ quan mình mà tôi đã kể lại cho bà nghe đó. Cậu là Lê Trọng Nhân à? Dạ phải. Quê cậu ở đâu vậy? Dạ ở Cà Mau. Cà Mau? Cậu, cậu có phải là con trai út của ông Lê Trọng Nghĩa và bà Nguyễn Thị Lưu không? Ba biết rõ về cha mẹ cháu như thế à? Trời ơi. Em làm sao vậy? Liên. Nhân. Nhân ơi, chị hai đây. Chị là Liên đây. Chị là chị ruột của em đây. Hai mươi năm trời em chỉ cách ta, vui mừng ngày gặp gỡ chỉ tốt đồng biết bao. Ơn Phật trời tôi cho cảnh đoàn, có ngờ đâu hôm nay cốt nhục tương tình. Ngày chỉ ra đi là quê cha đất mẹ, em còn tơ dài nên nào biết đâu chỉ đau khổ vô cùng. Mẹ thường nhắc tên chị trong những lúc nhớ mong. Mẹ gọi rằng con hỡi Liên ơi, giờ con ở đâu sao chẳng chịu quay về.
hỏi ra mới biết em còn có gì. Nhưng đất trời mù mịt nên dù nhớ thương cũng khó kiếm tìm, vì không thể xa nhau khi đã lỡ yêu rồi. Nên nắng dài chỉ phải mẹ vẫn mạnh giỏi ha Nhân. Lâu nay gia đình mình ở đâu, giờ sinh sống ra sao? Trời ơi, gặp em đây chị mừng quá à. Chị muốn thăm ba mẹ ngay bây giờ Nhân à. Chị hai ơi, ba đã chết rồi vì một cơn bão bình. Còn mẹ, tuy có được bình yên nhưng nhờ Phật trời phò hộ. Tóc mẹ đã pha sương do trăm thương ngàn nhớ, vì nỗi mong con, vì nỗi phải xa chồng. Hiện giờ mẹ và em đang ở tại Sài Gòn. Đã 15 năm rồi nơi quê người Tư La. Tạm sống qua ngày chỉ có mẹ với em. Cũng vì xấu hổ cho việc chị ra đi nên mẹ bỏ Cà Mau lên trên này sinh sống. Thương đâu chị em mình muốn đời ta cách nào hay đâu có được buổi tao cùng. Ba, chuyện gì vậy ba? Mẹ, chuyện xảy ra sao? Mẹ hãy cãi đầu đuôi cho con được rửa. Mẹ, ngày xưa chuyện xảy ra như thế này. Liên à. Dạ. Bà báo tin vui cho con. Ba sẽ gả con cho Trần Hữu Danh, con trai của ông Trần Hữu Vọng. Như vậy gia đình hai bên rất mong đăng hộ đối, và con sẽ rất tương lai, vì cậu Trần Hữu Danh là một người có học thức cao. Không không không, ba ơi con lại ba. Con xin ba đừng bắt con lấy Trần Hữu Danh, vì con chưa bao giờ có cảm tình với người con trai đó ba. Ba thương con nên chọn cho con tấm chồng giàu có, để nở mày nở mặt với người ta, mà ba mẹ cũng được hãnh diện. Sao con nói những lời làm cho ba phật ý? Ba, ba ơi con xin ba đừng nói thế mà tội nghiệp cho con. Từ bé đến nay chưa có bao giờ con làm thế lòng mẹ cha, luôn một mực vâng lời. Nhưng nay là chuyện nợ duyên, để trong cả một đời con xin ba hãy thương tình. Cùng nhau đến đầu bạc răng long, nếu bà em con phải lấy chồng, có cách nào ba bắt loài chim xanh quý được ở lòng son tinh đẹp, những chim tiêu tự do bay nhảy giữa bầu trời, thiên nga liêu lo cũng sẽ không còn nợ đành. Nói thế nào thì nói, nhưng con không có quyền cãi lại mệnh lệnh của cha mẹ. Con phải xuất gia tổng tu, mà ba không cho phép con kỳ quản. Ba ơi, ba con tự nguyện yêu ảnh, ảnh không phải dụ dỗ con đâu ba. Khốn nạn ba. Mày dám nói với tao như thế hả? Tao đánh cho mày chết. Chết con ba ơi, chết con. Dạ. Điếm. Dạ. Mày có chịu ưng con trai của ông Vọng không? Dạ con xin ba hãy thương con. Con không thể, không thể không ba. Không thể, không thể nè. Kìa ông, sao ông nóng nảy quá vậy? Nó là con gái mà. Ông đánh đập mạnh tay quá rồi nó chết còn gì ông? Thà là nó chết còn hơn. Tôi không muốn có một đứa con đi ngang về tắc tự ý tự quyền. Trời ơi, cuồng tơ nó đang rối thì tổng thẳng mà gỡ. Nó ông nóng bao nhiêu ông vậy? Con đứa hư việc thôi à.
Tôi nhất định tiến tới việc hôn nhân như tôi đã hứa với anh Vọng. Không có gì làm tôi thay đổi được đâu. Bà nói sao với nó thì bà nói. Bây giờ tôi đi báo cho anh Vọng hay để chuẩn bị ngày cưới. Mẹ, mẹ ơi, con làm sao bây giờ hả mẹ? Con... Mẹ cũng biết mối tình đầu khi đã đôi bóng đứt trái, thì trong một sớm một chiều có mấy ai dễ dàng quên được. Nhưng mẹ cũng đành bỏ tay bất lực, nhìn con trẻ buồn đau mà mẹ nghe như ai dò xét tâm mình. Thôi thì con ơi cho đi bên yêu bên tình. Gia đình ta chỉ còn có con là gái, còn thằng Nhân thì nó còn trong tuổi ngây thơ. Chỉ vì muốn cho con mình hạnh phúc giàu sang, nên ba của con mới có thái độ ép lời bắt cuộc. Vậy con hãy nghĩ suy vô tường tận, đừng vì chữ yêu mà đi quên cha mình. Dạ, con là con nào dám thế. Nhưng thật tình thì con khổ lắm mẹ ơi. Con không nên quá đau khổ như vậy. Mẹ chắc rồi đây, thằng Danh nó sẽ đem sự sung sướng đến cho đời con mà. Con không lo cho đời con, chỉ thương ba mẹ và thằng Nhân, rồi đây không có ai đỡ đần săn sóc. Con cứ dâng lời ba của con đi, để ba con khỏi đánh đập con nữa là mẹ đã vui rồi. Con đừng lo cho mẹ những chuyện nhỏ mọn ấy mà. Mẹ, con bất hiếu làm cho ba giận mẹ buồn, thật con vô cùng có lỗi. Như vậy là con đã bằng lòng theo ý của ba con rồi phải không con? Mẹ cho phép con gặp anh Quang lần chót nha mẹ. Được, nhưng nè, con nhớ về liền nha con. Ba con mà biết thì khổ lắm nghe không con? Dạ, con cảm ơn mẹ. Giai giống như mẹ có dìu lại đi. Có chiều chó nó cắn nát của em rồi. Giai đi đâu vậy Giai? Được rồi, chị sẽ dán cho em mà. Chị ra bờ sông một chút xíu là chị về chị dán cho em nghe. Lẹ lẹ đi Giai. Luyến, em hẹn gặp nhau, tại sao không nói với anh một lời nào mà em lại khóc? Đừng khóc nữa em. Anh yêu em như trái đất yêu ánh sáng mặt trời. Nếu trái đất không có ánh sáng mặt trời thì vũ trụ sẽ chìm trong tâm tối, em có biết không? Anh Quang ơi, em yêu anh. Yêu anh như bông hoa tha thiết yêu cánh bướm. Nếu đời hoa không có bướm thì cuộc chi tạo dựng một mùa xuân rực rỡ. Nhưng anh ơi, giờ đây em đang phập phồng lo sợ, sợ chúng mình sẽ mãi mãi xa nhau. Không không Luyến ơi, em đã nói với anh em yêu anh như bông hoa thiết tha yêu cánh bướm. Thì tại sao em lại thốt tiếng từ ly, trong khi tình ta đang nồng thắm và mơ ước một tương lai sáng đẹp êm đềm. Hãy nói đi em, ta nói đi chung về. Trái đất này sẽ mãi mãi chìm trong tâm tôi, nếu đôi mình lỡ nở lỡ duyên. Nhưng tình yêu không thể vượt qua khỏi lệ giao gia mong, thì nó biến thành niềm khổ đau vô tận. Chúng ta sẽ cố vượt qua cùng nhau, bảo vệ để sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Bằng cách nào hả anh? Chỉ yêu anh em có thể chịu đựng tất cả rồi đồn đi ba. Có chuyện đó nữa sao em? Anh Quang, anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? Anh nói đi anh. Còn biết nói gì? Biết nói gì khi ba em đã nhất quyết bắt em về làm dâu người khác? Hết rồi, vậy là hết rồi. Còn gì để lưu luyến nơi đây nữa chứ? Anh Quang, anh định rời bỏ đây sao?
chứ còn ở lại để chết lần mòn trong đau khổ sao em? Không không, Quang ơi, em làm sao có thể tha anh được? Chúng ta không còn cách nào để chống lại cái mệnh lệnh nghiệt ngã của ba em hết em à. Hãy đưa em đi, hãy đưa em đi đi anh. Nếu theo anh, em sẽ sống một cuộc đời kham khổ. Em có oán trách anh không hả? Không không, em không thể sống thiếu anh. Và tình nguyện sống bên anh, em không cảm thấy khổ mà em thấy hạnh phúc mà. Vậy à, như vậy thì bây giờ chúng ta đi liền bây giờ. Đi em, đi, đi. Trời ơi, tội nghiệp cho em tôi. Không sao đâu mà, ngày mai ba sẽ dán cho cậu ấy. Đi em, đi. Nhân, nhân ơi. Đi mà, đi em. Đó, chuyện ngày xưa là như vậy đó. Vậy mới xa cha mẹ và em. Tính đến nay đã trên 20 năm rồi. Chị hai của em. Nhân, nhân em. Mẹ, mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi. Tại sao Nhân là cậu của con hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ có biết là chúng con đã yêu nhau. Mong ước mai sau này kiên chúc mãi muôn đời bền vững mãi không phai. Nhưng nay hiểu ra yêu lầm còn gì bằng đớn đau lòng con. Con nói gì? Con nói gì vậy hả Thúy Nguyên? Mẹ! Trời già bài trí điều ngang trái, khóc than hay cười làm cho bớt thương đau. Tương đầu yến quanh chung cùng nào ngờ đành sẽ chia từ đây. Tâm can nối như tơ cho còn bàng hoàng nói không thành câu. Để em tìm quên Thúy Quyên hay để Thúy Quyên quên em? Cả hai.
Em hiểu ý của anh hai không Nhân? Em hiểu. Em hiểu. Dân, em xin vâng lời anh hai chỉ dạy. Chỉ mừng vì chuyện này còn kịp thời dừng lại, nếu không thì chẳng biết sẽ còn tai hại đến đâu nữa bởi mối tình lầm lỡ dại dột của hai cậu cháu. Nếu mẹ biết được chuyện này, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ đã từng biết mặt Thúy Quyên và ước Thúy Quyên về làm dâu mẹ. Bây giờ sẽ ăn nói sao đây? Anh nghĩ là không nên nói cho mẹ biết chuyện này. Đã không có ích lợi gì lại làm cho mẹ phải khổ thêm. Riêng em thề nên tìm cách ra đi xa thành phố ít lâu để em tìm lãng quên. Và Thúy Quyên nó cũng nguôi ngoai được mối tình khi nó đã yên ổn tinh thần. Chừng đó cậu quay về chắc là sẽ được yên vui. Cảm ơn anh hai đã chỉ cho em một con đường thoát khỏi tình cảnh éo le này. Nén mọi niềm đau, em đưa chị hai về thăm mẹ rồi em cứ yên lòng ra đi. Mọi việc ở nhà chị thay em lo liệu, chị tin rằng mẹ sẽ trọn niềm vui. Gặp lại anh chị chắc là mẹ mừng lắm, nhưng em chỉ tiếc sự vui mừng không trọn vẹn bởi lầm lỗi của em gây nên làm xáo trộn ngày đoàn tụ. Em thương chị hai thì ráng mà quên Thúy Quyên. Em cũng thừa biết cậu cháu mà yêu trên ái tình nam nữ là một điều thương luôn bại lý. Em thương anh chị mà xa lánh Thúy Quyên, đó là em cứu vớt cuộc đời của Thúy Quyên và cứu lấy danh dự gia đình dòng họ. Nhân, em có buồn chị không em? Không, lỗi do em. Lỗi do em tất cả chứ nào phải lỗi chị hai. Thôi, có lẽ em phải đi xa lắm. Đây, má hiện đang ở địa chỉ này nè. Em về. Nhân à, anh à, mình lên an ủi con đi anh. Thúy Quyên con, Thúy Quyên, con làm gì trong phòng đó vậy con? Thúy Quyên, Thúy Quyên, đừng liều lĩnh dại dột con ơi. Cửa phòng có đóng mà không cài. Vậy mình cứ đi vào coi con nó ra sao đi anh. Thúy Quyên, Quyên con. Tại sao ba có vẻ hốt hoảng? Còn mẹ? Con ơi, con có biết rằng con làm cho ba mẹ lo sợ không? Mẹ biết con buồn, nhưng mẹ xin con đừng liều lĩnh mà nghĩ sai quấy nghe con. Mẹ, mẹ sợ con tự tử phải không? Mẹ yên tâm, tuy dấu vết của thương đau đang xé tim lòng sầu vẫn vẫn mất, nhưng làm sao con dám quyên sinh bởi ơn sanh thành chưa đáp đền tâm. Xin thứ tha cho con lỗi lầm gây ra. Thúy Quyên, Thúy Quyên con, bà nắm tay con đây nè con. Mẹ sao giật con đứng lên? Nào, đứng lên đi con gái của mẹ. Cái té ngày hôm nay sẽ làm con nhớ đời và sẽ không bao giờ té nữa. Con cảm thấy vẫn còn chóng mặt, nhưng không sao, con không chết đâu. Mẹ đừng có lo. Thôi con, nó đã nói như vậy rồi, giờ em có thể yên tâm mà đi cùng cậu Nhân rồi đấy. Thôi con nằm nghỉ, mẹ phải đi thăm ngoại con ngay bây giờ. Cửa không đóng, xin mời vào. Kìa, Huệ, mày đến thăm tao đó hả? Mày khỏe nhiều không Thúy Quyên? Tao khỏe rồi, tao mừng cho mày đó. Mấy hôm trước tới thăm, thấy mày nằm li bì, tao hết sức lo sợ. Tao cũng không ngờ tao bệnh một trận kinh khủng như vậy, làm cho biết bao nhiêu người phải lo lắng. Thầy thể tao và các bạn trong đội mình có đến thăm mày không? Có đủ cả, con Cẩm Linh cũng đến thăm tao. Ngày hôm qua vào lúc ban chiều, nó mua đủ thứ trái cây. Hôm nay mày lại đem
không được chối từ à nha bà. Tuy rằng băng và cam này chẳng ra chi, nhưng nó quý là quý chỗ nghĩa tình. Được rồi, nghe lời mày, tao ăn hết rồi không có chừa một trái. Ừ, như vậy là tao mới bằng lòng, và tình mày vẫn thương tao như trước. Tao nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy cô không chịu nổi. Chắc thứ hai này nè, tao phải đi học lại thôi. Nếu mày khỏe rồi mày đi học lại cho vui. Quệ à, lúc này mày với Diệp chắc tâm đầu ý hợp lắm phải không? Ừ, rất ý hợp tâm đồng. Nhìn vào mắt mày, tao biết được điều đó rồi. Có mẹ và ngoại của Quyên đến. Thôi, mình xin phép về nha. Ừ. Quyên ơi, có ngoại con lên thăm nè con. Ngoại. Ngoại đây nè con. Ngoại. Thi Quyên con khỏe chưa? Ngoại thấy con gầy lắm đó. Thưa ngoại, con đã khỏe rồi. Cảm ơn ngoại đã đến thăm con. Ngoại ơi, trước đây nếu con có lỗi lầm. Thôi đừng có nhắc cái chuyện đó, nó đã qua rồi. Bởi tại con vô tình không biết, chứ đâu có phải lỗi tại con đâu. Ngoại rất mừng là không có ngờ còn gặp lại con cháu của mình đây. Quyên, con nên trả lời cho thật, tâm hồn con đã yên tĩnh hay vẫn còn sóng gió? Tâm hồn con đã trở lại yên tĩnh, mặc dù có bị thương tích. Cậu Nhân có gửi thơ cho con đây nè. Thơ của cậu Nhân? Cậu con bây giờ ở đâu hả mẹ? Cậu con trở lại cố hương, nơi cậu con đã sống những ngày thơ ấu. Xin phép mẹ cho con được đọc thơ của cậu. Con cứ tự nhiên, nhưng phải hứa với mẹ là không được buồn nữa nghe không? Thúy Quyên, cháu gái của cậu, tiếc là cậu chưa về được trong lúc này để tâm sự với cháu. Nên mượn trang giấy gửi đến cháu đôi dòng tri âm. Chuyện qua rồi hãy để nó lui về dĩ vãng. Cậu biết cháu không tránh được buồn phiền đau khổ, nhưng hãy coi câu chuyện ấy là một vở kịch mà tao qua đã dựng nên. Còn hai cậu cháu ta là hai diễn viên đã nhập vai trong một lần lên sân khấu cuộc đời. Và chuyện tình yêu lầm lỡ là một cảnh trữ tình có trong vở kịch mà thôi. Thúy Quyên đọc tiếp đi con. Vở kịch đã diễn xong, mỗi con người chúng ta trở về với cuộc sống thực tại của mình, và vai diễn kia cũng không cần. Rằng cháu của cậu được vui vẻ và hồn nhiên, và đây là lời cuối trong thơ. Cậu chúc cháu mãi yêu đời và luôn có mùa xuân. Và cậu Nhân ăn cháo gà từ bàn tay ngoại nấu. Lần đầu tiên gặp ngoại con đã có nhiều cảm tình và thương mến.
Hằng đi nấu cho cháu một tô cháo gà ngay bây giờ đi nè. Con cảm ơn ngoại. Liên à. Dạ. Mẹ đi nấu cháo gà để bồi dưỡng cho cháu gái của mẹ nha. Dạ. Thúy Viên, con thấy thế nào khi đọc thơ của cậu con? Cậu Nhân nói đúng, chuyện tình lầm lỡ vừa qua chỉ là một đoạn của vở kịch bi thương. Hết giai tuồng, người diễn viên phải biết sống với con người thật của mình. Mẹ, mẹ hãy xem đây, con của mẹ đã khỏe rồi và bắt đầu bước những bước đi vững vàng thoải mái. Thúy Quyên, con gái của mẹ. Mẹ. Trong cơn thương đau men đắng môi, yêu rồi tình yêu sao chưa cay, men nào bằng men thương đâu đây, hơi người bỏ ta trong cơn say. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vòng mùa thu sau lưng ta, em ơi thu thiết ta qua phong ba, có còn gì đâu trong tâm tư, mắt lệ mùa hẹn dư âm xưa. Một vòng trăng lỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi tôi đã không còn vào đời nhau ta chung tay, em ơi sao đắng cay, thôi đành vui xấu tâm tư.